em đã dặn đến tư thêm nhà anh. Em có thể mượn một chai Pepsi được không? Ừ, được chứ. Tôi mời cô lời khác nha. Bé không có Pepsi. Không không, tôi có mà. Anh có sao không? Pepsi còn có ra. Chắc là anh Vũ đó. Anh Vũ? Chào anh, em là anh Vũ, anh còn Pepsi không? Còn chứ.